Em bị bụng bao lâu rồi? À, từ một năm rồi. Một năm rồi à? Thế à? Em đã đi điều trị ở đâu chưa? Chưa. Chưa? Ừ. Chưa điều trị ở đâu? Thế sao cứ để như thế này á? Hay là em sẽ có mua cái gì ở nhà để mà điều trị không? Có mua cái gì lên đây không? Vâng ạ. Em có mua. Em tự mua sản phẩm. Tự mua à? Thế à? Bạn ấy là người nước nào nhỉ? Thế à? Em đang học trường gì? Đại học Sai Không Vận Tải. À thế à. Ok. Bây giờ với những cái mụn mà đang có trên da mặt của em nhá, thì mình sẽ phải xử lý nhân mụn đi. Mình lấy nhân mụn, lấy hết nhân mụn đi. Sau đó thì chị sẽ kê đơn thuốc cho em, cứ một tuần tái khám một lần, 1 week.